người này là con trai của Tôn Ngộ Không, nhưng anh ta đã đánh cắp gậy như ý của cha mình. Kết quả là hai cha con đại chiến 300 hiệp trên thiên đình. Nhưng kể cả khi Ngộ Không dùng 72 biến hình và lộn nhào trên mây, vẫn thất bại trong việc ngăn chặn đứa con trai nổi loạn. Lý do tại sao anh ta muốn đánh cắp gậy như ý? Đó là bởi vì Ngư Ma Vương đã chuẩn bị phản bội thiên đình vào lúc này. Và vệ thần đã mơ thấy một con hạc, chỉ cho anh ta thông điệp từ một cuốn kinh. Nó sẽ là vũ khí ma thuật để ngăn chặn Ngư Ma Vương. Tuy nhiên Ngộ Không cho rằng đó chỉ là truyền thuyết. Lúc bấy giờ ông chỉ lấy được 3 quyển kinh. Vì vậy Ngộ Không không đồng ý với con trai đi tìm nó. Trong cơn tuyệt vọng, vệ thần đã đánh cắp gậy như ý, bởi vì nó là chìa khóa của cuốn kinh thứ tư, có thể cai quản trăm vạn thiên binh thiên tướng, nhưng lại không thể kiểm soát được con trai mình. Tôn Ngộ Không chỉ có thể nhìn con trai trốn xuống hạ giới. Tôn vệ thần biến thành học sinh trung học, đến một trường trung học Mỹ và làm quen một cậu bé người Trung Quốc tên là Vương Tấn. Kết quả chưa có thời gian để giải thích, cha già đã tìm thấy nó ở đây. Ngộ Không biến thành đại bàng bay lượn trên trời. Thấy vậy, vệ thần quyết định gặp mặt ông nói chuyện trong hòa bình. Nào, đến đây đưa nó lại cho ta, rồi chúng ta sẽ về nhà ngay. Không, đối mặt với sự tức giận của cha, vệ thân từ lâu đã quen thuộc với sức mạnh này. Anh ta liền lấy chiếc gậy như ý từ trong túi ra và quyết định dùng thử. Vệ thần cứ thế lao tới đánh cha mình không chút do dự. Nhưng chỉ sau đó, gậy như ý đã bị Ngộ Không đánh bay khỏi tay của anh ta. Vệ thần một lần nữa thu được nó chống lại cha mình. Nhưng sau một vài thủ thuật thì vệ thần đã bị đánh bại. Đúng là anh còn quá non mà. Ngay khi Ngộ Không đang cân nhắc có nên giáo dục lại con trai hay không, thì Quán Thế Âm Bồ Tát từ trên trời giáng xuống. Đứa trẻ có con đường của nó, hãy để nó đi. Bồ Tát cất chiếc gậy như ý và đưa nó cho vệ thần. Họ là cha con nên nơi cất giữ chiếc gậy cũng giống nhau. Sau đó Quán Thế Âm đưa vệ thần về trời. Sau khi hỏi kẻ đã đánh cắp gậy như ý thì bà đã chọn tin anh ta và đề nghị vệ thần và Vương Tấn làm bạn để có được lòng tin của nhau. Bồ Tát còn đưa vệ thần trở lại trần gian để anh tự tin đến trường tìm Vương Tấn và tạo mối quan hệ gần gũi với cậu ta. Nhưng lúc này Vương Tấn muốn tham gia đội bóng đá, không chú ý lời anh ấy nhiều. Đối diện Quan Thế Âm Bồ Tát, Ngộ Không hứa cho vệ thần 2 tuần, hết thời gian ông sẽ bắt con trai về. Nhưng sau đó ông đã bị Bồ Tát biến thành một con dế. Lúc này Ngộ Không để nhị sư huynh lẻn vào trong trường để trộm lại. Tuy nhiên vệ thần vẫn rất cảnh giác. Ngoài ra anh ta cũng thấy được điểm yếu của bát giới, vì vậy vệ thần có thể ngăn chặn những đòn tấn công của ông. Hai bên đại chiến trong căng tin, mà không biết rằng Vương Tấn đã nghe thấy tiếng ồn ào ở đây. Vệ thần lại dùng đến mánh khóe sành ăn để có thể khuất phục lão chư. Thật bất ngờ lúc này Vương Tấn bước vào, nhưng chưa kịp nhìn thấy những gì đang xảy ra thì đã bị bát giới đánh vào đầu mà ngất xỉu. Nhân cơ hội vệ thần tung một đá hạ bát giới và khẳng định ông không thể ngăn cản mình, rồi nói với ông ấy đợi cho đến khi anh tìm thấy những gì đang tìm kiếm thì sẽ tự quay lại. Cùng lúc đó Ngư Ma Vương tìm thấy Quan Âm, yêu cầu cô ra nộp tôn vệ thần. Nhưng tất nhiên thì điều này sao có thể. Ngư Ma Vương giận dữ lao tới đấu với Quán Thế Âm, nhưng Bồ Tát rõ ràng là ở một đẳng cấp khác. Sau khi phát hiện ra rằng mình không thể đánh bại bà ấy, Ngư Ma Vương liền chuyển sang hình dạng thật sự để tiếp tục chiến đấu. Thấy vậy Bồ Tát kéo một mảnh vải đỏ và bắt đầu một cuộc đấu bò. Ngay khi hắn lao tới đã bị bà hất bay sang một bên. Ngư Ma Vương bị đánh đến thở không ra hơi rồi rời đi ngay sau đó. Để hòa nhập tốt hơn vào đội bóng Vương Tấn, vệ thần đã tham gia thử thách và làm bạn với một con vẹt. Khi đã vượt qua thì anh nhận được một nhiệm vụ mới. Đó là nhiệm vụ bọc tượng gấu bằng giấy vệ sinh của Vương Tấn. Anh ta liền cầm gậy như ý bay lên để giúp cậu ta. Nhìn thấy cảnh tượng này, Vương Tấn sững người tại chỗ trong giây lát. Với sự giúp đỡ của vệ thần thì nhiệm vụ của cậu sẽ sớm được hoàn thành. Chỉ sau đó vệ thần mới đề cập đến việc đi tìm bộ kinh thứ 4. Nhưng lúc này Vương Tấn nói cậu chưa có thời gian. Nhưng khi Vương Tấn vừa đi thì Ngư Ma Vương liền xuất hiện cưới lấy gậy như ý. Sau khi Ngộ Không phát hiện ra, ông ta lập tức đưa bát giới và Ngộ Tĩnh đi cùng để mang con khỉ nhỏ rắc rối này trở lại thiên đình. Lúc này Quán Thế Âm có can thiệp cũng không được. Khi đã sở hữu gậy như ý, chắc chắn Ngư Ma Vương sẽ gây ra một cơ địa chấn, vì hắn đã không hài lòng với Ngọc Hoàng từ lâu. Khi vệ thần được đưa đến Nam Thiên Môn, Ngộ Không bắt anh ta bắt đầu như chính mình. Tuy nhiên thái độ của vệ thần khá kiên quyết. Ngộ Không nói vệ thần sẽ bị nhốt trong Nam Thiên Môn này 200 năm, sau khi ra ngoài phải đến trang trại ngựa để cho ngựa ăn. Nhưng vệ thần kiên quyết không muốn vậy và khẳng định mình không giống ông. Nghe điều này khiến Ngộ Không nghĩ về một việc trong quá khứ 1000 năm trước. Ngư Ma Vương đưa Tôn Ngộ Không đến hội nghị bàn đào, nhưng không ngờ phải xếp hàng đến 8 tiếng đồng hồ. Nhìn thấy người nhảy vượt qua hàng khiến Ngộ Không khó chịu, thế là họ đành chỉ biết ngoan ngoãn đợi vài giờ đến lượt của mình. Nhưng thiên binh lại nói rằng Tôn Ngộ Không không đi giày, không thể vào hội nghị bàn đào được. Lúc này một người tới sau đó cũng bị chặn lại vì mang rượu theo. Trong lúc này Ngộ Không nhìn thấy cơ hội, liền rút ra vài sợi lông khỉ thổi nhẹ tới. Làm bình rượu uống mãi không hết, lão tế công cứ thế say bất tỉnh, giúp Ngộ Không và Ngư Ma Vương nắm lấy cơ hội lèn vào trong. Kết quả là họ thực sự được mở mang tầm mắt, khung cảnh bên trong sánh ngang trời đất. Chào mừng mọi người đến với bữa tiệc đào hoa hoành tráng có 102. Giải nhất là giải thần kinh dị hay nhất, người chiến thắng là một cương thi. Sau giải thưởng thì tiên nữ biểu diễn tiết mục múa trên sân khấu. Tế công ban đầu là một ứng cử viên cho giải thưởng tiếp theo, nhưng bây giờ lão đã bị chặn lại bên ngoài. Vì vậy Ngộ Không cảm thấy rằng Ngư Ma Vương có thể giật giải thưởng này.
Tuy nhiên lúc này Ngưu Ma Vương không có tham vọng, nhưng Ngộ Không vẫn cổ vũ hắn để tìm lấy cơ hội, là nói chuyện với Long Vương. Để tìm ra nơi ở của Long Vương, Ngộ Không tìm gặp một vị công chúa. Sau khi nhìn thấy cặp sừng tuyệt vời của Ngưu Ma Vương, cô liền mê mẩn trước hắn ta ngay lập tức. Không chỉ bảo nơi ở của Long Vương, cô ấy còn giúp họ mở cửa Long Vương bằng cây quạt trên tay. Ngay khi nhìn thấy lão Long Vương bên trong, Ngưu Ma Vương muốn tỏ ra tử tế, nhưng kết quả lại lấy nước và rượu từ bồn cầu đổ lên người Long Vương. Điều này khiến Long Vương càng giận dữ thêm. Sau khi cố gắng thất bại, Ngưu Ma Vương gặp Ngộ Không để tìm cách, nhưng không ngờ ông lại trộm lấy đi Đinh Hải Thần Kim của Long Vương. Ban đầu Ngộ Không muốn Ngưu Ma Vương giữ cây kim thần, nhưng Ngưu Ma Vương vốn chưa chuẩn bị gì cho tiết mục, thế là hắn lên hát hai khúc đồng dao thì đã bị đuổi khỏi sân khấu. Thấy vậy, Ngộ Không liền bay lên sân khấu để phá rối lễ trao giải. Tiếp theo là một bài phát biểu đầy ngẫu hứng, tố cáo sự giả tạo của các vị thần từ mọi tầng lớp xã hội. Bài phát biểu của Tôn Ngộ Không tạo ra sự chú ý cho nhiều vị thần. Ngay cả Đông Hải Long Vương cũng đứng lên để nói chuyện với ông. Ông ấy còn thông báo rằng Tôn Ngộ Không đã đạt giải thưởng này. Việc không ngờ giành giải thưởng đã khiến Ngưu Ma Vương trên nên cay cú. Sau chuyện đó, Ngưu Ma Vương cho rằng Tôn Ngộ Không đang lợi dụng mình. Sau đó giữa hai người đã chấm dứt quan hệ bạn bè từ thời điểm đó. Rồi Ngưu Ma Vương đã dứt khoát quay đầu bỏ đi. Kết quả là trong tình huống hiện tại với con trai, Ngộ Không không muốn áp đặt vệ thần sống theo áp đặt của mình nữa. Thay vào đó là để anh ấy trở lại trần gian và tiếp tục theo đuổi mục đích của mình. Dù mới đi chưa đầy một ngày nhưng 3 tháng đã trôi qua. Vệ thần nói với Vương Tấn về trải nghiệm của mình. Anh cũng kể về những bất bình giữa Ngộ Không và Ngưu Ma Vương. Bây giờ Ngưu Ma Vương muốn lật đổ Ngọc Hoàng, nên vệ thần phải tìm tập kinh thứ 4 để ngăn chặn hắn ta. Sợi dây chuyền trên cổ mẹ Vương Tấn đã thu hút sự chú ý của vệ thần. Có một miếng ngọc xanh và một miếng ngọc cam. Đây, hai món đồ này là vật gia truyền của gia đình Vương Tấn. Lúc này cả hai đi vào phòng của Vương Tấn. Vệ thần nói trước khi xuống trần gian thì cha đã nói có thể tế công biết tung tích của quyển kinh thứ 4. Không chần chừ, cả hai đến ngay một nhà hàng theo gợi ý của Ngộ Không để tìm một ai đó giống tế công, nhưng ông ta lại không thừa nhận thân phận mình. Vệ thần biết được ông ta đang nói dối nên đã chọn cách sử dụng vũ lực để buộc ông ta nói sự thật. Cả hai lập tức lao vào đối đầu nhau thì lão tỏ ra mình không phải dạng vừa. Đúng là chỉ có tế công mới làm được điều này. Lúc này tế công không thể che giấu nữa nên đã thú nhận thân phận của mình cho vệ thần. Ông nói tập kinh ban đầu gồm có 4 quyển, nhưng vì tập cuối chứa một lượng lớn sức mạnh, vì vậy nó đã bị Đức Phật trực tiếp tiêu diệt và phân tán khắp thế giới. Sức mạnh tối thượng của thánh thư sẽ được tiết lộ. Vì kinh sách không có hình thức cố định, có khả năng biến đổi thành nhiều thứ khác nhau nên rất khó tìm. Đây là điều tế công đã tìm kiếm hàng trăm năm và vẫn chưa tìm thấy thông tin gì. Nghe vậy, vệ thần ngay lập tức nghĩ ngay một người. Lúc ra về, tế công chợt hỏi cha anh là ai. Vệ thần không nghĩ nhiều về nó liền trả lời là Tôn Ngộ Không. Không ngờ là vì 3 chữ này đã khiến mọi thứ trở nên mất kiểm soát hơn. Tế công mời các gia đình của Vương Tấn đến ăn tối và nhân cơ hội trộm lấy chiếc dây chuyền có mặt ngọc bích của người mẹ cậu ấy đi. Vệ thần liền đuổi ông ta ra ngoài để lấy lại đồ. Vệ thần nhân cơ hội nuốt mặt dây chuyền ngọc bích vào miệng. Vương Tấn nhìn thấy mặt dây chuyền ngọc bích của mẹ mình, ngay lập tức muốn vệ thần trả lại đồ. Nhưng mặt dây chuyền ngọc bích có liên quan đến sự tồn vong của thiên cung. Dù Vương Tấn có nói gì đi chăng nữa, vệ thần cũng không trả lại. Hai người đã xảy ra cãi vã lớn và cạch mặt nhau sau đó. Lúc này vệ thần đưa mặt dây chuyền ngọc bích cho Bồ Tát, nhưng bà cũng không biết cách dùng nó tìm tập kinh thứ 4. Quan Âm lập tức đem ngọc bội đưa cho người thẩm định, nhưng việc xác định thì cần phải trả phí hẳn hoi. Bất đắc dĩ, Bồ Tát đành đưa cho cô ta chuỗi hạt cầu nguyện trên tay. Con chó con của cô ấy có một chức năng đặc biệt, mọi thứ trong thiên cung sẽ bị nhổ ra. Rồi cô ta cho chó con ăn chuỗi hạt, kết quả là hạt phát sáng trong bụng nó, rồi bị nhổ ra lập tức sau đó. Khi xác nhận rằng các hạt là hàng xịn, cô ấy để con chó con nuốt mặt dây chuyền ngọc bích. Tuy nhiên lại không có hiện tượng gì. Bên này vệ thần nhận ra rằng những gì mình đã làm là hơi quá. Khi không có sự đồng ý của Vương Tấn, đã lấy đi mặt dây chuyền ngọc bội của gia đình cậu ấy. Đúng lúc này tế công đã cùng Ngưu Ma Vương tìm đến. Nhưng không ngờ Ngộ Không cũng đã tìm đến đây để ngăn chặn họ làm hại con trai mình. Nhưng gậy như ý của ông ấy đã rơi vào tay của Ngưu Ma Vương, nên ông đã dùng lông khỉ có thể biến thành vũ khí chiến đấu. Thấy vậy, vệ thần lập tức kéo Vương Tấn bỏ trốn. Lúc này Ngộ Tĩnh đã kịp thời đến yểm trợ. Cả hai kết hợp với nhau tạm thời đánh hạ Ngưu Ma Vương. Sau đó Tôn Ngộ Không điều khiển bằng thần lực, nhưng gậy như ý không nhận ra chủ nhân của nó. Kết quả là sức mạnh này đã hất văng cả hai người. Lúc này vệ thần đã trở lại để giúp cha mình, nhưng anh ta thậm chí không thể chặn được Ngưu Ma Vương, mà chỉ có thể nhìn cha mình bị bắt đi. Lúc này vệ thần muốn đổi mặt dây chuyền ngọc bích cứu cha mình, nhưng Bồ Tát nói rằng mặt dây chuyền ngọc bích không phải là tập kinh thứ 4, vì cuộc lật đổ của Ngưu Ma Vương đang sắp sửa xảy ra, nên Quán Thế Âm định trở về Thiên Đình giúp Ngọc Hoàng đối phó. Anh ngẩn ngơ nhìn bầu trời đầy sao. Cuối cùng tôi cũng nghĩ ra nơi cha mình có thể đang bị nhốt. Tuy nhiên Ngưu Ma Vương không hề nương tay, hắn tấn công công dồn dập vệ thần không thương tiếc, khiến cho anh bất lực hoàn toàn. Ngay cả Ngộ Không cũng không thể xử lý Ngưu Ma Vương. Làm thế nào một đứa trẻ như anh ta có thể là đối thủ của hắn chứ? Khi hắn tính kết liễu anh ta, thì tế công không thể đứng nhìn thêm nữa đã quyết định đứng ra giúp vệ thần. Mặc dù tế công không phải là đối thủ của Ngưu Ma Vương, nhưng vẫn cố câu giờ cho vệ thần. Chỉ là hai cha con họ vẫn chưa lấy lại sức, nên Ngộ Không đã chọn cách đánh ngất con trai mình để tế công có thể đưa anh trốn khỏi đây. Lúc này vệ thần luôn tự trách bản thân và trở nên chán nản,
Nhưng điều anh không ngờ là Vương Tấn tìm đến cùng với một người bạn tốt khác của cậu ấy. Hóa ra là Bồ Tát đã giao cho Quang Di một nhiệm vụ, là để cậu ấy giúp vệ thần giải cứu Ngộ Không. Và nói rằng hôm nay là thu phân, các cổng của thế giới thiên đình và con người sẽ được mở trong một thời gian ngắn. Đây là thời cơ tốt nhất để Ngưu Ma Vương đánh chiếm thiên cung. Họ phải dừng lại trước khi tất cả chúng sinh bị diệt vong. Bồ Tát còn nói nguồn điện từ lõi sẽ được tỏa từ trong ra ngoài. Ban đầu Vương Tấn không hiểu nó có nghĩa là gì. Cho đến khi tôi xem một bộ phim hoạt hình về Tôn Ngộ Không, thì họ thấy Ngưu Ma Vương cắm gậy như ý xuống đất để hấp thụ năng lượng từ tâm trái đất, và sau đó tập trung năng lượng cùng nhau để tấn công. Cả ba vội vã đến sân chơi của trường ngay lập tức, vì đó là nơi lối đi giữa hai thế giới được mở ra. Vì Ngưu Ma Vương có thể đổi ngoại hình nên không hề dễ dàng để tìm thấy hắn ta. Vương Tấn nghĩ về một phần trong màn khởi động trước trận đấu, để kích động Ngưu Ma Vương bằng lời nói để khiến hắn ta lộ diện. Cuối cùng hắn đã thực sự bị lừa, lập tức bay ngay qua khán đài để tấn công. May mắn thay vệ thần đã chuẩn bị sẵn, anh ta cầm một chuỗi hạt Phật giáo mà Tế Công đã tặng anh ta trong tay. Ngay khi hai bên đang giao tranh ác liệt, cổng thiên đường đã mở ra. Ngưu Ma Vương dùng hết sức hất văng vệ thần lên không trung, rồi cắm gậy như ý vào tâm trái đất. Chẳng mấy chốc sức mạnh của trung tâm trái đất đã được tập trung trên đỉnh gậy như ý. Thấy rằng thiên cung sắp bị phá hủy trong hôm nay, vệ thần nắm lấy cơ hội cuối cùng giao chiến với Ngưu Ma Vương trên không. Vì không có gậy như ý trong tay nên sức mạnh Ngưu Ma Vương giảm xuống rõ rệt. Bên này Vương Tấn nhận thấy cha mẹ của mình trên khán đài. Khoảnh khắc gia đình quây quần bên nhau bỗng hiện lên, nếu thảm họa này không thể được ngăn chặn thì cậu sẽ không bao giờ gặp lại những người thân yêu của mình nữa. Vì vậy vào phút cuối Vương Tấn quyết định thử sức nhảy lên trên gậy như ý. Lập tức một vụ nổ lớn xảy ra làm Vương Tấn bị thổi bay. Đồng thời cánh cổng cũng dần đóng lại. Chỉ sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, vệ thần mới nhận ra Vương Tấn chính là tập kinh thứ tư anh đang tìm. Lúc này Ngưu Ma Vương không chấp nhận thất bại muốn phản công. Kết quả là Tôn Ngộ Không kịp thời tới lấy lại gậy như ý đánh bại hắn. Vậy là cuộc khủng hoảng đã qua, Tôn Ngộ Không sẽ đem Ngưu Ma Vương về thiên cung xét xử. Vệ thần cũng chia tay Vương Tấn và trở về quê hương. Nhưng câu chuyện không kết thúc ở đó. Khi Vương Tấn trở về nhà, thì biết rằng cha mẹ đã bị một người phụ nữ bắt đi. Cô là ai? Tôi đã có ý định hỏi cậu cùng một câu hỏi, nhưng tôi đã có câu trả lời tối nay. Vì vậy cậu phải đi với tôi. Cậu không muốn nhìn thấy cha mẹ của cậu sao? Vậy là bộ phim hôm nay cũng đã kết thúc rồi. Nếu thấy hay thì đừng quên để lại cho Bún một đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video mới nhất.